chưa gì là đánh đập em khổ lắm. Trời ơi, anh biết em khổ lắm. Bởi vì anh không chồng em. Trời ơi, trời ơi, đi bài nguyện cho nó biết coi. Trời ơi, ghen rồi con. Ui mẹ, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Múa bài quyền. Mày muốn cho trên phường ta xuống ta họp với tao hả? Con thấy ảnh múa quyền con cũng múa theo. Bớt lát lại, nhỏ nó về bên đây đứng. Gì vậy mày? Ê, có tin vui, có tin vui người ơi. Gì con? Có tin vui, có tin vui. Một món quà gửi cho chú Bảy. Một món quà gửi cho con gái chú Bảy. Lại ơi Lại. Ơi. Tự nhiên dạ? Tặng quà vậy? Có quà, có quà. Trời ơi. Lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, sáng sớm là có lọc nha. Hai vợ chồng. Gì vậy? Ủa trúng số hay gì? Ủa tự nhiên tặng tôi quà luôn hả? Đó. Trời ơi. Hợp ý từng người luôn. Ủa sao nó ăn chu đáo dữ vậy anh Hồng? Chắc là mở trúng số hay gì? Thích không? Thích không? Trời ơi, cái này tôi đang chờ luôn kìa, có luôn rồi nè. Nguyên một cái quần ống bát. Hay vậy ta? Dễ thương chưa? Ủa mà sao tự nhiên nay tặng quà trời? Trời ơi, cái này tôi thích lắm ở nhà mà tôi muốn mua mà không có tiền mua. Toàn là đồ hiệu không nha? Đúng rồi, cái này là dầu thơm mắc tiền á. Mà cái dầu thơm này thường là bên nước ngoài nha. Đúng vậy. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. À, số làng gì? À, có thằng em họ ở bên American á, nó về. Anh Mỹ à? Đúng vậy. Em họ nào mà rảnh thì chơi tặng quà cho con rồi tặng quà cho hàng xóm. Không phải tặng cho tôi, nhưng mà tôi nói là tôi ở chung với hàng xóm nó ok. Thôi dễ thương kìa luôn. Vậy thì nó sẽ, nó kêu tiếng Anh là gì? Sare cho mọi người hết. Sare là cái đồ cô dâu mà. Sare. Nó gắn là nó nói chia share. Tại vì nó kêu là tôi nhắn tin cho nó, tôi nói là tôi có nhiều người lắm, nó kêu không sao đâu. Anh họ cứ share cho mọi người đi là xong. Trời ơi, cảm ơn em của anh Hồng nha. Trời ơi, dễ thương. Ủa, lắm. Mà dễ thương thiệt, có chưa bao giờ về cái xóm này ha, chưa gặp tụi mình mà đã tặng quà rồi. Tôi nói chưa có một người đàn ông nào mà hiền hơn nó luôn. Trời ơi. Nó hiền như cục bột mà nó dễ thương. Ê bác sĩ nha, chứ không phải giỡn nha. Trời ơi. Bác sĩ nha, du học là được thưởng nha. Đúng rồi, đúng rồi, bác sĩ bên bển giàu lắm. Biết sao ông tại qua bển du học xong lấy được vợ Mỹ. Nó ở bển luôn rồi bây giờ nó giàu lắm ông ơi. Ủa em anh là năm nay nhiêu tuổi? Tuổi con gì? Năm nay cũng ba mấy à, ba mấy bốn chục á. Thì nó tuổi Sửu hay tuổi gì đó? Tuổi Sửu là tuổi ông này. À sao ta cũng tuổi Sửu, người ta làm ăn giỏi không mà sao ông cứ hoài vậy Tôi ngày xưa nha, là tôi cũng có cái mối đi Mỹ mà tôi từ chối, tôi về tôi ở với bà đó. Sao hồi xưa tôi nghe bà kể là có cái mối nào kêu ông xuống Mỹ Tho dạy mà. Đó, đó, mối đó tao nghe à. Cái đó là tôi nói khúc đó là khúc sau rồi, khúc trước kìa. Khúc là trước là ông đứng ngay cầu Mỹ Thuận, ông đứng ông nhảy vậy nè. Nói mấy người không tin, mấy người không biết gì về tôi hết trơn. Kém thì gì. Cũng một tuổi người ta mà thấy người ta giàu quá trời giàu không, còn mình thì suốt ngày. Nãy anh nói là bà em anh về đây hả? Về đây cho nên tôi nói là mình làm tiệc. Làm tiệc ăn mừng nha. Quà người ta tặng mình khoan. Đó mình phải ăn tiệc. Phải lên trên phường đăng ký. Ủa cái gì? Cái gì? Nó mới về tiền bắt lên phường. Không, chú đi thôi. Chú với Kèo Vinh chở chú đi lên đăng ký nhân khẩu. Cho người ta biết là mình có thêm một người chứ. Anh nó ở đây nghe, nó ở đây nghe. Ủa đăng ký nhân khẩu thì ở nhà ông này thì ông này đi chứ mắc gì chú đi. Tôi là tổ trưởng thì chú lên chú đăng ký giùm. Thôi đi. Ủa rồi kéo cháu đi trơn vậy? Bà vô bà cơ ở nhà bà cháu gì cho ta ăn đi. Chán. Đem vô để cho ổng đi. Bởi vì thì cái số người cũng tuổi đó cũng vậy mà sao cái số khác. Nhiều khi khác cái vợ sinh. Vợ chồng mà cứ cắn đắng nhau kiểu này hoài sao hạnh phúc. Phải chi mà chồng tôi được một góc như em của anh là thiệt tôi có phước dữ lắm. Thôi mỗi người mỗi số mà. Mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi cây mỗi trái. Anh Hồng ơi. Anh Hồng. Ê Phúc. Em về rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Anh Hồng. Trời ơi mày thơm quá Phúc ơi. Trời ơi anh vẫn hồng như ngày nào hả anh Hồng. Ê anh Hồng nghe trời ơi. Trời nghe cái mùi Mỹ không mày thơm, ơi. Thơm không thơm. Nghe cái mùi máy bay nè. Mùi American. Dễ hương quá trời quá đất. Thấy em hip hop không? Dạ, dài mang số mấy vậy? 41. 41 cùng chân của anh nè. Mày hỏi không ở bên Mỹ nó làm gì có dép này.
Nhưng mà chắc từ từ đi, tại giờ mà à, đúng rồi, vô cái, đây. Biết là cái quần này mà vô đó nó không hợp lắm. Đây, mày ngồi đây. Em ngồi đây. Để đó cho anh. Ngồi đi. Anh khỏe không? Anh khỏe chứ. Trời ơi, mấy cái món quà mày đưa cho anh, anh gửi cho bà con hàng xóm. Thích lắm, thích mấy món quà em tặng lắm. Mấy xóm này ăn dễ thương hết á. Ủa, mày nói ba bữa nữa mày về sao tự nhiên giờ mới có ba em kia gì về tới đây rồi? Tại vì em nôn. Thì thứ nhất là em nhớ Việt Nam. Ai đi xa mà không nhớ mày ơi. Thương quá, bệnh buồn lắm không? Cũng buồn, nhưng mà thực sự là lần này về đây á, em còn một việc quan trọng nữa. Việc gì? Tìm lại người xưa. Mày giống như mấy ông Việt Kiều trước. Cứ ở bển về là tìm, ở bển về là tìm. Rồi vợ con bên đó làm sao? Tự nhiên bây giờ bỏ vợ con bên đó về đây tìm. Mà nuôi bên này bên kia nó kỳ lắm. Anh bình tĩnh, anh ngồi xuống đi. Để em nói, em giải thích. Đâu có. Thực sự là cái người này á, lúc ở dưới quê á, em có quen. Bây giờ muốn tìm lại để giúp đỡ cô ấy thôi. Trời ơi, sao mày dễ thương quá vậy? Bây giờ mình có đầy đủ hết rồi. Mình qua bên kia mình sống một cái cuộc sống rất là sung túc. Nhưng mà thấy người xưa đang khó khăn nên mình cũng muốn về để giúp đỡ cô ấy. Ủa, mà sao mày biết người xưa khó khăn? Mày chắc mày cũng nghe ai đồn hay sao đó. Bây giờ mày về mà mày biết chắc mà là mày giàu hơn người ta không? Tại vì em có về quê một lần, có hỏi thì nói là lúc đó nhà cô ấy có chuyện. Dạ, phải bỏ xứ đi. Bây giờ em cũng không biết tìm ở đâu nữa. Có số điện thoại hay là có địa chỉ gì không? Thì lâu rồi em đâu có liên lạc đâu mà có số điện thoại hay có địa chỉ. Có hình ảnh gì không? Dạ không. Không hình ảnh, không địa chỉ, không điện thoại, không người thân. Ai kiếm được? Trời ơi, mày làm như tao Google vậy trời. Anh, nhưng mà em có một thông tin rất là quan trọng. Thông tin gì? Em nhớ tên. Việt Nam này cả mấy chục triệu người, coi chừng là trùng tên dữ lắm em ơi. Không, tên cổ ít trùng lắm, tên lạ lắm. Tên gì? Lâm Thị Tẩn. Sớm này không ai tên nó luôn á. Có cái gì mà để mà nhớ hay là sao đó cũng được. Cũng dễ lắm, cổ cỡ này nè. Gái bên Việt Nam đa số cỡ này không à em? Ví dụ mà cổ cỡ này nè thì còn dễ kiếm nha. Mặt tròn tròn, xinh xinh, dễ thương lắm. Hơi tửng nhẹ tí thôi. Trong xóm này cũng nhiều lắm á, nhưng mà không có ai tên tửng nha. Em còn một cái kỷ vật nữa. Kỷ vật gì nữa? Đây nè. Sao biết được? Là gì đây? Kỷ niệm của em với cổ. Trời ơi, mày còn giữ luôn hả? Còn vợ biết không vậy? Giữ luôn. Em nói là này là bạn cũ hồi xưa, mình về để mình tìm lại, mình giúp đỡ thôi. Vậy thôi, bây giờ có cái kỷ vật này thì cũng nói chung là cũng có thông tin đó. Em ngồi đây đi, để anh chạy vô anh gọi điện cho ông Lè, anh kêu ông Lè nó về. Thời đại bây giờ mình chỉ cần đăng cái này lên trên mạng xã hội là bảo đảm 1 phút 30 giây là người ta tìm được liền à. Vậy hả anh, thiệt hả? Nhanh dữ lắm. Ngồi đây chờ chút. Giờ công nghệ hay quá hả? Ngồi đây chờ chút. Ok, vậy em đợi anh nha. Cà phê ơi. Đi hết. Ủa, đi đâu hết trơn rồi? Uống cà phê hả anh? À, chào chị. Tôi định uống cà phê mà tôi gọi trong này không thấy ai hết. Chị ơi, chị. Cái gì vậy chị? Ủa chị, chị có sao không? Nhà của ông anh tôi. Cái gì vậy? Thôi, ai làm gì đâu, chị khóc vậy chị? Bị khùng quá trời. Khùng thiệt. Thôi chị, sao tự đánh mình hoài vậy? Anh Hồng ơi, có chị nào chỉ hơi khùng khùng chứ tự nhiên chỉ đứng chỉ đập tim ngoài anh Hồng ơi. Anh Hồng. Anh Hoàng Phúc. Sao chị biết tên tôi? Nhà ở Châu Đốc, An Giang. Đúng rồi. Ba là Ân Hoàng Điểu. Đúng luôn. Mẹ là Nguyễn Thị Bé Chíp Chíp. Chị sao chị biết cả gia đình tôi đi vậy? Trời ơi.
Chị ơi, Em là Tửng nè. Em già vậy Tửng? Ý anh nói là sao bây giờ em khác quá vậy? Em thay đổi, em khác quá vậy? Ý anh là bây giờ em vừa già vừa xấu đúng không? Anh không muốn giận em đúng không? Không phải. Còn bao nhiêu cái từ nói tổn thương em, anh nói hết luôn đi. Thiệt em là Tửng không? Em là Tửng mà. Tửng đó hả? Em đó. Thiệt xấu mà già dữ vậy. Trời ơi. Anh đó, anh ngày xưa anh đó anh thương em. Xong rồi cái hả anh bỏ đi đâu biệt xứ không đi về. Em đợi anh hoài em có thấy đâu. Rồi em đi kiếm anh. Đâu em có. Biết kiếm anh ở đâu. Anh có về quê, anh có về quê anh kiếm. Nhưng mà mọi người nói em, gia đình em dọn đi hết rồi. Thì em dọn lên thành phố em kiếm anh đó. Hồi xưa đâu có cái gì để liên lạc với anh đâu. Em kiếm anh hoài không được, em kiếm chồng luôn. Em lấy chồng rồi hả Tửng? Có con chưa em? Mấy đứa rồi? Chưa hả? Chưa có đứa nào hả? Em không biết, anh đừng có quan tâm tới chồng em nữa. Anh nhìn đi, kỷ vật của anh là lúc nào em cũng đeo bên mình trơn. Nhiều khi anh biết chồng em hỏi cái này có gì quý giá mà sao đeo hoài không bỏ, nhưng mà em không thể nào bỏ được. Anh cũng còn giữ cái kỷ vật này. Anh có mang về đây á để đi tìm em. Anh tìm em làm gì? Anh tìm để trả lại kỷ vật. Hả? Bây giờ anh đã có gia đình rồi. Anh muốn quên em sao? Không phải đâu, nhưng mà muốn tìm lại người xưa để mình gửi lại kỷ vật, giống như là có một cái kỷ niệm nào đó. Cũng đúng, coi như ngày xưa mình có duyên mà không có nợ. Bây giờ thì ai cũng có gia đình rồi. Ủa mà sao tự nhiên anh đi vô cái xóm này vậy? Xóm này xóm em mà. Anh quen ai ở đây? À, em có biết cái tiệm này không? Nụ Hồng. Em biết chứ, ông Hồng hàng xóm em mà. À, ông là anh họ của anh. Là em là ở bên đây đây hả? Em ở đối diện đây cũng lâu lắm rồi. Nụ Lài. Lài là tên khai sinh của em, còn Tửng là tên dưới quê. Hèn chi. Không có ai biết cái tên đó hết trơn á. Kể từ ngày anh đi cái tên nó đã chết rồi. Em khổ lắm. Em không có được hạnh phúc như mình mong muốn. Chồng em vô tâm dữ lắm. Không có lo lắng gì, anh thấy đó, em tự buôn bán vậy. Hai vợ chồng sống qua ngày. Chồng em suốt ngày cứ đam mê nghệ thuật, cứ đi nhảy suốt ngày, có lo lắng gì đâu. Bây giờ gần 40 tuổi rồi mà mụn con cũng không có nữa. Buồn. Thôi được rồi, đợt này về đây đó, anh cũng muốn tìm lại em, anh muốn giúp đỡ em. Không, em không thể nào em nhận được cái lòng giúp đỡ của anh. Anh làm vậy khác nào anh thương hại em. Em có sĩ diện của mình chứ. Đó là tấm lòng của anh. Bây giờ hai đứa mình là mỗi người đều có gia đình riêng hết rồi. Nhưng mà anh rất là trân trọng những cái kỷ niệm, những cái ký ức, những cái tình cảm ở thời thanh xuân của mình. Nhưng mà bây giờ em không có cần gì đâu. Cái em cần anh không thể nào giúp được. Em thử em nói đi, những cái gì em cần anh có thể giúp và em có thể đáp ứng được tất cả mọi thứ mà em mong muốn. Em cần một đứa con đó, anh giúp được không? Tưởng gì chứ cần con anh giúp được. Cái gì? Mối tình đầu à. Bây giờ về giúp có đứa con à. Bình tĩnh đi con, bình tĩnh đi con. Chú buông con ra đi. Bình tĩnh đi, mày đừng nói tao giữ không nổi đâu. Chú buông con ra không? Anh hiểu lầm rồi, anh hiểu lầm hiểu rồi. Buông qua đây. Này thì kỹ vật. Em gặp hàng xóm của anh rồi đúng không? Đây là những người hàng xóm mà em đã tặng quà. Anh làm gì vậy? Anh trả đến tôi. Kỹ vật hả? Ủa gì vậy? Anh đưa đây. Cái gì vậy? Anh hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Em muốn giúp cho chị có đứa con. Trời ơi. Cái gì vậy ba? Trời ơi, ở bển mày thiếu thốn gì lắm hả? Không phải anh hết Hồng. Hết người giúp mà sao mày giúp trời cái con như vậy? Cản anh lại. Bình tĩnh con. Bình tĩnh, mình là những người có tri thức con, bình tĩnh. Hãy xử sự như những người có học thức. Lỗi không phải ở em tôi, tất cả là do cái người có đàn bà này. Nó phải vậy chứ. Mày nói vậy chết người ta đúng không? Không phải chứ, bây giờ nó đòi xử em tôi mà kìa. Thì từ từ mình nói, nó nhạo rồi nó giết con vợ nó thì sao? Bây giờ cô ra đây cô nói một lời cho nghe hẳn đi. Anh ơi, anh hiểu lầm rồi, tụi em chỉ là tình học trò.
Thì bây giờ ảnh nói ảnh muốn giúp có con, thì mình thử coi anh giúp cách nào. Đâu, kỹ vật đâu. Hai người không quên được nhau. Em thế này em thế kia, hả, em giữ nó suốt đời, tôi kêu dục cái này đi. Không phải móc đen móc xì rồi mà giữ hoài. Cái phải, cái kỹ vật này là hồi xưa em với ảnh đi chùa, sinh trong chùa đeo may mắn bình an chứ có gì đâu. Chứ có yêu đương vậy, gì không yêu đương mà đòi giúp cho có đứa con là sao? Từ từ mày ơi, mày gồng quá, tao giữ tao mệt quá à. Giờ nói không được đi nha. Em cũng không nói biết không được đi nha, là biết thấy tôi. Ở chút phải, ý chị nói là chồng chị không có sao con được à, thôi đừng có nói nữa, kêu tôi yếu nữa hả à. Trời ơi là trời, đứng lui lại đi. Sao hai đứa biết nhau, giải thích từ từ nè. Con với anh Phúc là ngày xưa sao yêu nhau. Trời đất ơi, ngày xưa cái đó, ngày xưa ngày xưa ơi. Chú Bảy chụp cái ghế lại, chú Bảy mày đừng có dơ lên cao, lỡ mày mỏi tay mày thả lên vô mặt tao nha. Anh nói ông chưa gì là đánh đập em khổ lắm. Trời ơi, anh biết em khổ lắm bởi vì Giang là không. Anh Phúc ơi, chồng em ơi, chồng em ơi, anh Phúc ơi. Trời ơi, trời ơi, đi bài quyền cho nó biết coi. Trời ơi, Giang là con tôi mà. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, có cái gì vậy? Đây làm gì vậy? Múa bài quyền. Mày muốn cho phường ta xuống ta họp với tao hả? Con thấy ảnh múa quyền, con cũng múa theo. Bớt lát lại, nhỏ nó về bên đây đứng. Mình đừng cứ làm nó sợ, nó đau người đó kìa. Bây giờ nè, nghe giải quyết nè. Cậu là người có ăn có học, cậu kể đàng hoàng cậu là ai rồi chuyện xảy ra như thế nào. Nói đàng hoàng đi Phúc, mày mới về mà tự nhiên giờ nguyên xóm nhảy hết rồi đó Phúc. Hồi xưa là con với Tửng có quen nhau. Tửng là ai? Tửng là tên của con ở dưới quê. Vậy mà tôi cũng không biết luôn là sao. Trời ơi, trái tim tôi tan nát quá chú Bảy. Mày nặng lắm, đè tao mệt. Tao có nhưng mà chắc tên Tửng bỏ lâu rồi. Cậu giờ về đây làm gì? Về đây là thăm gia đình, tìm lại người cũ muốn giúp đỡ. Giúp cái gì? Thì giúp có con. Ủa, trời ơi, trời. Con là bác sĩ chữa hiếm muộn. À. Thôi Phúc, mày con hiểu rồi nè. Nó là bác sĩ chữa hiếm muộn, nó biết gia đình này hiếm muộn thì nó giúp là nó giúp cái chuyện kia. Mà sao biết gia đình này hiếm muộn? Thì dạ, đó cái người nói, con gái đó nói. Mà sao chuyện gia đình mày đi nói tùm lum tà la hết trơn vậy? Anh nói thăm ảnh người quen con bà. Anh hồ đồ vừa thôi. Người ta là bác sĩ mà. Người ta giúp là giúp cho mình có con, mình không cảm ơn thì thôi. Bác sĩ ở đây cũng giỏi vậy, sao không nhờ đây, phải nhờ người này. Giỏi, giỏi thì giỏi, nhưng mà hả, nhiều khi không có gọi là phước chủ mai thầy. Nhiều khi giờ gặp đúng thầy rồi sao. Thì bây giờ chữa sao, chữa tôi coi, chữa đi. Chữa cho cái kiểu đó ai mà chữa. Mày không những hiếm muộn, mày còn bị điên nữa. Bây giờ khoa học nó tiên tiến rồi à. Em sẽ giúp anh chị được nhưng mà không phải ở đây, sẽ là một chỗ khác. Chứ lẽ ở đây chỗ quán cà phê mà. Vợ chồng không có tiền đâu. Giúp thôi, không có lấy tiền. Con làm tất cả mọi thứ bằng tiền của con. Dạ. Để giúp một người chỉ là tri kỷ ngày xưa thôi. Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Người thấy ta chưa? Lặn lội từ bên xa xôi về gặp lại người xưa chỉ là bạn bè thôi mà giờ giúp đỡ. Qua nói chuyện với người ta đi. Không có sao đâu. Nó đi vậy là bình thường đó. Tôi tính tôi hơi nóng hồ đồ, người anh em thông cảm cho tôi ôm cái coi như quề đi. Không sao, không sao, không sao, không đúng sao. Anh không sao, không sao, không sao đâu, không sao đâu. Mày Phúc, chào mày bớt khùng lại giùm tao được không? Thôi đừng cao lên thấp quá hơi ngại. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, vui vẻ quá trời rồi. Ủa vậy là anh Phúc là người tặng quà cho nguyên cái shop mình đó thì hả? Thì đó hả? Trời ơi, trời ơi, người ta tặng quà, người ta giúp đỡ mà chưa gì vô thế nó nhảy theo muốn lòi họng luôn à. Làm em sợ không chết luôn. Cảm ơn người ta đi. Cảm ơn, cảm ơn, xin lỗi nhiều. Tôi cảm tôi ơn không? Bình thường sao được. Bây giờ phải đặt một cái một buổi tiệc nhỏ nhỏ. Đúng rồi, em tôi liền. Rồi, tôi lo phần âm nhạc cho. Trời đất ơi thiệt. Ủa ai, ai mượn ông lo âm nhạc gì? Chủ yếu là lo tiền ăn, tiền uống với ai lo âm nhạc chi ông nội. Ở đây không có ai nhu cầu coi mày nhảy hết trơn á. Tính ra anh đam mê quá ha. Ừ. Chồng em cứ vậy mà em khổ lắm anh. Bởi vì không phải là đó nha. Em với anh Phúc giờ anh, có gì đâu phải. Em sống ở Mỹ nên là cái kiểu mà đúng, ôm xã giao vậy là dài chị. Ở Mỹ ở đây mà mẹ Mỹ, đây Việt Nam, mày ôm lấy cái cassette giọng như mỏ mày bây giờ. Thôi, mệt quá, đi ra ngoài tiệm ăn, có gì tôi trả cho. Rồi, đi. Ok, dạ, đi. Được. Dọn dẹp đi. Dạ, đi. Đi.